Team của bên Chicken Gang và 500 Bros đã gặp nhau rất nhiều lần. Tổng cộng bao lần rồi Ninh Ninh nhỉ? 5 lần ạ. Tỷ số như nào nhỉ? 5-0 ạ. Ui, 5-0. Nghe em có dám chơi không? Mình không thua được ấy. Mình không thua được á? Nói chung là đôi khi về em là thằng thua không quan trọng nữa thôi. Ui, sức bền luôn ạ. Tên nữ. Mày không được 7 điểm, tối về tao cho mày ngủ ngoài ghế đi. Nhà nào? Bố mày lúc nào chả bình tĩnh à? Qua hàng ma mưa nó luôn cái quần áo nhắm mắt nó nhảy đấy.